đúng rồi. Bây giờ cái chương trình này bây giờ là không đi đây đi nữa mà là kia nhỏ im đọc theo này nè, đi nghe nhưng mà lại đọc theo này kia nhỏ im, nhưng vì có âm cuối n mình viết đi e, còn nếu không có âm cuối n thì viết đi a. Okay.